Ít thôi nhé, không nhiều, vì nhiều thì lại nhanh hết. Hello mọi người nhá, hôm nay đầu tuần thứ hai mà mọi người ủng hộ mình nhiều đơn quá này. 3 đơn rồi này, 4 đơn nhá, 5 đơn này, 6 đơn này, 7 đơn này, 8 đơn này, 9 đơn này, 10 đơn này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 đơn luôn ạ. Đầu tuần đã làm cái 16 đơn rồi. Thì anh em bảo bán hàng thì có uy tín hay không thì anh em tự biết đúng không? Không uy tín là sao bán được nhiều đơn như này. Và khi mình đã bán được nhiều đơn thế này thì không bao giờ dại để vì một cái gì đó để mình mất uy tín. Nên anh em cứ yên tâm, bên mình luôn luôn tiền chỉ là số 9, uy tín là số 10. Đó, anh em mà muốn mua đi toàn cũ chính hãng giá rẻ thì có thể vào trực tiếp kênh YouTube của mình là kênh Thanh Tú Store tham khảo và đặt hàng mình anh em nhé. Ok, chào và hẹn gặp lại anh em.